Vâng, lời nói đầu tiên cho em gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng, thân thương nhất với tất cả các cô chú và anh chị đang theo dõi clip này. Hôm nay thì bên em mới vừa về một chiếc xe Daewoo Smartix sản xuất đời 2004, đăng ký 5 chỗ ngồi số sàn, tay lái trợ lực, kính bấm, động cơ sơn si, nội thất sạch sẽ với một mức giá thành chỉ có 55 triệu đồng mà thôi. Chiếc xe này sở hữu một cặp ga lăng đúc rất là sạch sò, bốn cái vỏ thì em cũng còn được 70-80% của cô chú và anh chị. Đây, một cái form dáng thích hợp cho tất cả chị em phụ nữ ha, chạy vòng vòng che nắng che mưa. Yêu sinh so hơn nữa, con xe này thì đăng kiểm chúng mình năm sau mới gặp lại nhau. Đăng kiểm là một năm, tới tháng 4 năm 2024. Một form dáng thích hợp cho anh chị che nắng che mưa, chạy vòng vòng yêu sinh so, dành cho mấy anh trai đi tán gái cũng khá là ok luôn ha. Đấy, anh chị thấy không? Một cái hình thức rất là gọn gàng, hẻm hóc. Mình có thể là chạy mình luồn lách nó rất là nhỏ gọn, đèn bọng con xe này rất là sáng. Nói chung con xe này thì nó đẹp từ trong nó đẹp ra, bên em bán xe đẹp nó đẹp xấu nó xấu nha cô chú anh chị. Chiếc này thì bên em sang tên ủy quyền cho anh chị đều được luôn. Đây, với hệ thống ở bên trong thì tắp bi cửa chính là anh chị thấy đây, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất. Vâng, mà em nó nổi rất là len keng len xà beng luôn, anh chị thấy không, rất là đẹp. Đó, vô lăng nè, vô lăng thì vâng viết nổi coi như là rất là ok, mặt đồng hồ rất là sáng. Xe này thì tay lái trợ lực, đèn còi xi nhan, máy lạnh sâu như Đà Lạt, mọi chức năng đang hoạt động rất là trơn tru và bình thường. Em nó có hỗ trợ một màn hình nghe nhạc giải trí dập sập sình các kiểu con đà điểu nha anh chị nha. Đó, bàn thờ bàn thiết anh chị thật rất đẹp. Đó, máy móc thì em nói anh chị nổ thì thầm tí tách, nổ rất là êm. Điều xịn sò nữa là em nó chỉ có 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Đó, anh chị nào đam mê ít xăng thì chạy con xe này rất là hợp lý. Nội thất thì hai băng đế trước rất là đẹp anh chị ha, sạch sẽ ngon lành cành đào. Đây là hệ thống tắp bi cửa ở bên sau bên tài. Đấy, hai kính đằng trước là hai kính quay tay, hai kính đằng trước là hai kính bấm, hai kính đằng sau là hai kính quay tay nha anh chị nha. Nói chung con xe này thì nội thất rất là sạch sẽ, đẹp từ trong ra ngoài. Nguyên chị lấy về chỉ việc đổ xăng lăn bánh và chạy thôi, không phải dọn dẹp gì cả. Vậy thôi, phân biết nội rất là ngon lành, kèo cột chủ A chủ B vẫn còn nguyên bản theo nhà sản xuất. Những dấu hiệu nó lên chiếc xe này không bị cuốn đụng anh chị ha. Đây là tắp bi cửa bên L, sáu sáu bẩn bẩn cũng một cách nát theo năm tháng nhưng vẫn còn xài được nha anh chị. Cửa này đóng rất là khít, đóng là nghe bích bích bích. Đây là hệ thống khoang máy của em nói anh chị, máy móc thì anh chị khỏi nói. Với dung tích xi lanh thì 0.8 thì độ tiêu hao nguyên liệu là 6 lít xăng trên 100 cây số. Em nói hệ thống là phun xăng điện tử nha anh chị nha. Máy là bao anh chị luôn, chạy từ Bắc Nam Nam Bắc, một ngày anh chị chạy 1-200 cây số là anh chị an tâm ha. Những chiếc xe mà em bán có 30-40 triệu em còn chạy được, còn chiếc xe này nó rất là đẹp, nó đẹp từ trong nó đẹp ra, cam kết với cô chú anh chị luôn. Bây giờ mời anh chị đến với em hệ thống dàn quan gầm của em nó như thế nào. Với một hệ thống dàn gầm ở bên phụ thì chiếc sườn hồng của chị Thành Linh, con xe này có nói rất là đẹp, nó đẹp lắm anh chị, nó không một mọt bên chị không, xe mới vừa đăng kiểm thì anh chị cứ an tâm ha. Đây, đầm bệ sexy, ba đời sông và đời sóc đồ các kiểu con là điệu cứng cáp rất là ngon lành cành đào đó, anh chị thấy không, một cái phong dáng rất là xinh xắn. Em nó sở hữu bộ đèn rất là sáng, rất là đẹp đó, vậy đó, quá đẹp cho một cuộc tình, chỉ mức giá thành 55 triệu đồng mà thôi đó. Và bây giờ mời anh chị đến với em hệ thống dàn gầm bên tài và em lên như thế nào. Đây, hệ thống dàn gầm bể bên tài anh chị không, em nó rất là len keng len xà beng luôn, quá đẹp cho một cuộc tình. Chiếc xe này thì anh chị lấy về cam kết của chú anh chị luôn, không phải dọn dẹp gì cả, với số tiền chỉ có 55 triệu đồng mà thôi. Đồng sơn si, nội thất đẹp từ trong đẹp ra, đăng kiểm thì len keng, năm sau chúng mình mới gặp lại nhau. Bản số đang đeo là bản số ở Nha Trang, sang tên ủy quyền các kiểu. Với một hệ thống khoang cướp, chiếc xe này thì chiếc sườn màn hình anh chị thấy không, mình không có được đồ nhiều đâu anh chị. Cái khoang cướp này nó rất là nhỏ, chỉ được là đồ quần áo cá nhân, dép giày quần áo rồi ba cái đồ lặt vặt thôi chứ không được nhiều. Thì xe này nó cũng rất là nhỏ. Đây, giờ thấy không, quá nè, ốc nè, yết nè, đường lường của em nó, hệ thống bánh spu có hết anh chị ha, không một mọt, rất là đẹp đó. Anh chị nào lấy đi, bên em sẽ hỗ trợ vệ sinh sạch sẽ cho cô chú và anh chị ha. Đó, giờ thấy không, rất là ngon lành cành đào, không một mọt, hơi dơ tí xíu thôi, anh chị lấy em giao tận nhà cho vệ sinh sạch sẽ. Của chú anh chị nào ở khu vực từ miền Trung đổ về miền Tây thì xin một lòng liên hệ với em để em sắp xếp công việc em cho tài chạy tận nhà. Còn anh chị nào khu vực ở miền Bắc thì xin vui lòng alo cho em có số điện thoại đó là 0982220 để nhận xe tại bến xe Mỹ Đình hoặc là Đông Anh Hà Nội. Mọi chi phí thì anh em mình có thể là thương lượng với nhau trao đổi qua số điện thoại ha. Và đây là lần đầu tiên của chú anh chị đến với kênh của em, thì của chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc thì phải màn hình của mình để cập nhật mỗi xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em.
Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho đại đường đều thương quê có một buổi chiều làm việc thật là vui vẻ và luôn gặp những may mắn thành công cho mọi vật bạn cũng như trong cuộc sống nhé.